Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn về một bài này là của Quỷ Cốc Tiên Sinh biên soạn ra. Đây là bản chúng ta chọn cái giờ tốt hoặc là cái hướng tốt để chúng ta có thể hành sự, nhất là vào ngày những ngày đầu năm thì chúng ta nên chọn cái hướng và cái giờ để chúng ta có thể xuất hành để đón tài thần trong cái việc đầu năm hoặc là đón hỷ thần, thì chúng ta nên chọn giờ và hướng cho cực kỳ chuẩn để chúng ta có thể là hành sự sao. Rồi bây giờ chúng ta hãy theo dõi cái video này để xem tôi sẽ có một cái bảng, tức là tôi sẽ có một cái bảng tôi đã đúc kết ra sẵn. Rồi mời tất cả các bạn cùng theo dõi cùng xem. Thì đây là cái bảng mà tôi đã đúc kết ra được, đây là ngày Giáp Tý, từ ngày, tức là hết thảy 60 ngày luôn, là lục thập hoa giáp luôn các bạn, là từ ngày Giáp Tý cho tới cái ngày Quý Hợi luôn các bạn, là có hỷ thần như ở hướng nào, tài thần ở hướng nào, hạt thần ở hướng nào. Cái hạt thần thì chúng ta không nên dùng nha, cho nên chúng ta phải tránh. Ngày không vong chúng ta cũng tránh đó. Cái giờ không vong chứ, giờ không vong thì chúng ta cũng tránh, giờ hạt thần thì chúng ta cũng tránh. Chúng ta chỉ lấy cái giờ hỷ thần và tài thần thôi các bạn. Và còn mà giờ kiết là chúng ta cũng biên soạn trên đây. Ví dụ ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2020 này thuộc giờ ngày Đinh Mão các bạn. Thuộc giờ ngày Đinh Mão thì chúng ta đi về hướng Nam để đón hỷ thần, hoặc chúng ta đi về hướng Tây để đón tài thần. Còn ngày hướng chánh nam đó, cũng có hạt thần trong đó các bạn, cũng có hạt thần trong đó. Hạt thần là xấu, mà hướng chánh nam lại là hỷ thần, thì trong cái hướng chánh nam này có vừa xấu vừa tốt, cho nên tốt nhất chúng ta không nên dùng cái hướng nam, chúng ta phải dùng cái hướng tây, tức là đi về cái hướng núi đó các bạn, cái hướng mặt trời lặn á, hướng mặt trời lặn gọi là hướng tây đó. Rồi chúng ta nên đi về hướng mặt trời lặn để đón tài thần. Là hướng mặt trời lặn là cái hướng trên chiều mà cái mặt trời nó lặn xuống đó. Rồi là còn cái giờ mà chúng ta nên tránh là giờ không vong. Mà giờ không vong trong ngày Đinh Mão là giờ nào? Là giờ Dậu và giờ Hợi. Ngày Đinh Mão là cái ngày mùng 1 Tết năm 2020 đó. Ngày Đinh Mão là giờ Dậu và giờ Hợi. Giờ Dậu là từ 5 giờ chiều cho tới 7 giờ chiều, là 5 giờ chiều cho tới 7 giờ tối là giờ Dậu. Còn giờ Hợi là từ 9 giờ cho tới 11 giờ, tức là tới 11, đúng 11 giờ là hết cái giờ Hợi. Hoặc là từ 5 giờ cho tới 7 giờ là giờ Dậu, nhưng mà vừa đúng cái 7 giờ là hết cái giờ Dậu. Vừa đúng 7 giờ thì nó đã nhảy qua cái giờ Tức rồi các bạn. Rồi còn những cái giờ Kiết, tức là những cái giờ tốt trong cái ngày Đinh Mão, trong cái ngày mùng 1 Tết, ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2020 này, là giờ Dần, giờ Mão, giờ Ngọ, giờ Mùi. Đó. Giờ Dần là từ mấy giờ cho tới mấy giờ? Giờ Dần là từ 3 giờ cho tới 5 giờ. Mà đúng 5 giờ thì nó đã trở thành giờ Mão rồi các bạn. Đó là năm từ 3 giờ sáng đó các bạn, gọi là 3 giờ khuya đó, cho tới 5 giờ sáng. Mà đúng 5 giờ là thuộc về giờ Mão, cho nên tới là 4 giờ 59 phút. Đó là ngày là giờ Dần. Cho đến giờ Mão là từ 5 giờ sáng đó, cho đến 6 giờ 59 phút. Đó. Rồi đến giờ Ngọ. Đó, giờ Ngọ là giờ kết tinh của cái ngày Đinh Mão. Giờ Ngọ là cái ngày là giờ từ 11 giờ cho tới 12 giờ 59 phút. Đó. Rồi đến giờ Mùi. Ngọ giờ sang Mùi. Giờ Mùi là từ 1 giờ cho tới 2 giờ 59 phút. Đó, 2 giờ 59 phút. Đó là 4 giờ kiết tinh mà chúng ta nên dùng, đó là giờ Dần, giờ Mão, giờ Ngọ, giờ Mùi, là những cái giờ đó chúng ta bước chân ra khỏi cánh cửa, chúng ta đi thẳng về hướng tây, chúng ta đi thẳng về hướng núi, hoặc gọi là chúng ta đi thẳng về hướng mặt trời lặn, thì là chúng ta để đón tài thần. Thì nguyên năm của chúng ta luôn luôn có tài lộc đó, là cái hướng, cái đó là tôi chỉ cho các bạn về cái hướng của cái ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2020
20 hoặc mình gọi là ngày Tết đó, ngày mùng 1 Tết. Còn nếu các bạn không thích, tại tôi chưa coi ngày nào là ngày tốt trong cái tháng giêng này để chúng ta chọn để xuất hành, cho đến ngày mùng 2 là ngày Mậu Dần của cái tháng giêng này, là ngày thì là có những cái giờ tốt như sau, là giờ hướng, có những hướng tốt này là hướng hỷ cần thuộc về hướng đông nam. Đông nam là chính giữa hướng đông và hướng nam, mà hướng nam à, hướng đông là hướng nào, hướng mặt trời mọc, cái mà hướng mặt trời mọc là hướng đông, và hướng đi xuống xuống là hướng tây, còn hướng hướng mà đi lên hướng bắc là hướng bắc, còn hướng đi xuống miền nam gọi là hướng nam. Cái hướng nào đi lên miền bắc là hướng bắc à, thì đây là mình chọn là đi xuống miền nam là hướng nam, rồi cái hướng mặt trời mọc là hướng đông, mà vậy là chính giữa hướng đông và hướng nam đó là hướng đông nam các bạn. Rồi bắt đầu từ ngay cái hướng đông nam, chúng vừa mở cửa chúng ta đi ra hướng đông nam để đón hỷ thần. Hỷ thần là sao? Hỷ thần là cái ông thần vui vẻ à, là có tiền tài mình mới vui vẻ được. Có nhiều người nhận được tiền tài mà không có vui à, còn đây mình nhận được tiền tài mà mình luôn luôn vui vẻ à, và trong đó nó cũng có tiền tài hoặc cũng không phải là tiền tài mà là một cái niềm vui bất tận trong nguyên cả một năm. Đó là chúng ta đón được hỷ thần vào hướng đông nam. Còn hướng tài thần thì là hướng bắc, chúng ta đi thẳng lên miền bắc đó, là hướng bắc đó, là chúng ta đón tài thần. Chúng còn chúng ta đi xuống hướng nam là xuống thẳng những cái hướng mà ở miền nam chúng ta đi xuống, thì hướng hạt thần thì cực kỳ xấu các bạn. Rồi là tất cả hết ba hướng các bạn nên tránh và nên dùng. Rồi đến qua giờ thì chúng ta nên tránh giờ không vong. Giờ không vong của ngày Mậu Thìn mùng 2 Tết này là giờ tức và giờ hợi. Tức là cái giờ là tức là từ là vậy là từ 7 giờ cho tới 8 giờ 59 là giờ tức. Từ 9 giờ tới 10 giờ 59 là giờ hợi. Thì thành ra là mình sẽ lấy từ 7 giờ cho tới là 10 giờ 59 phút là 4 tiếng đồng hồ. Là cái giờ đó chúng ta không nên dùng đó, giờ đó giờ không vong. Tức là chúng ta mà xuất hành giờ đó là không có được cái gì hết, là nguyên năm chúng ta sẽ không có được cái lợi nhuận nào hết. Chúng ta đi đâu về giờ đó và sẽ khi đi như thế nào thì dời lại y như thế đó, không lời cũng không lỗ, cho nên mới gọi là không vong. Rồi cái ngày Mậu Thìn thì có 4 giờ tốt mà chúng ta nên xuất hành, đó là giờ Sửu. Giờ Sửu thì từ 1 giờ cho tới 2 giờ 59 phút. Đến giờ Mão là từ 5 giờ cho tới 6 giờ 59 phút. Và giờ đến giờ Tỵ. Giờ Tỵ là từ 9 giờ cho tới 10 giờ 59 phút. Sáng á các bạn, giờ sáng á. Rồi bắt đầu từ vài giờ Thân. Giờ Thân thì một ngày chỉ có 4 giờ tốt. Là giờ Thân là giờ thứ tư. Giờ tốt thứ tư đó là giờ Thân thì từ 3 giờ chiều các bạn, 3 giờ chiều tức là 15 giờ đó, 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút, tức là 3 giờ chiều cho tới vậy là từ 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút. Và nếu mà chúng ta nói là từ 3 giờ chiều cho tới 4 giờ 59 phút đó, là đúng. Còn chúng ta nói theo 24 giờ thì chúng ta nói là từ 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút. À, đến ngày mùng 3, ngày mùng 4 thì chúng ta nên tra cái lịch coi thử cái ngày đó nằm trong cái ngày nào. Rồi chúng ta dùng cái bảng này chúng ta tra cái hướng và cái giờ tốt để chúng ta hành sự. Và không những là việc xuất hành. Và không những là nói riêng là việc xuất hành, mà tất cả mọi việc nếu chúng ta dùng vào, chúng ta nên chọn giờ thì chúng ta nên chọn 4 cái khung giờ này trong một cái ngày đó. Hoặc là chúng ta không chọn giờ được thì chúng ta, hoặc là chúng ta chọn giờ xong chúng ta chọn luôn cái hướng hỷ thần và tài thần để rước tài lộc vào nhà, hoặc để rước được cái niềm vui hạnh phúc vào cái ngôi nhà hoặc là vào bản thân của chúng ta.
thì chúng ta nên chọn theo y như cái bảng này tôi đã biên soạn ra sẵn, từ ngày Giáp Tý cho tới ngày Quý Hợi. Các bạn bắt đầu tra nè, tôi sẽ kéo lên cho các bạn tra. Rồi các bạn tự lấy bút và các bạn ghi lại nha. Đó. Thì tới ngày Quý Tỵ, còn cái này là ngày tới ngày là cái bảng này bảng thứ hai. Tôi phóng to nha cho các bạn dễ thấy. Đó. À, hết cái ngày Quý Tỵ rồi các bạn sẽ xem tiếp cái ngày này. Rồi. Còn hoặc nếu các bạn nào mắt tốt thì tôi sẽ thu nhỏ cái này lại cho các bạn nhìn trọn vẹn một tờ giấy luôn. Đó. Thì các bạn chọn cái khung giờ nào à, vào cái ngày nào thì các bạn nên chọn cái khung giờ đó. Rồi phiên cái bảng này, bảng từ Giáp Tý. Đó. Rồi đến Quý Tỵ, rồi xong bắt đầu là từ Giáp Ngọ cho đến Quý Mùi là tất cả hết là 60 ngày. Rồi bài xem giờ tốt đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình. Rồi. Nhớ like và bấm nút đăng ký cho mình để kênh của mình càng ngày càng phát triển và sẽ có nhiều video hay hơn để cống hiến cho tất cả các quý vị và tất cả các bạn.